tranh nhau hát karaoke, người đàn ông đánh chủ nhà chảy máu đầu. Được người đàn ông cùng xã mời về nhà hát karaoke, nhưng vì tranh nhau bài hát, Lương Văn Phương ở Thanh Hóa đã dùng micro đập vào đầu, khiến chủ nhà phải nhập viện cấp cứu. Ngày 14 tháng 5, Công an huyện Lang Chánh cho biết đơn vị đang xử lý vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Vào tối ngày 11 tháng 5, sau khi uống rượu cùng nhau, anh Lê Thanh Hiền, 46 tuổi, chú bản Giang Vìn, rủ Lương Văn Phương, 36 tuổi, chú bản Tày, cùng xã Chí Năng, về nhà mình tiếp tục uống bia và hát karaoke. Đến 22 giờ 30 phút, anh Hiền và Phương xảy ra mâu thuẫn do tranh nhau hát. Lúc này, Phương dùng micro đang hát đập một phát vào đầu anh Hiền. Hậu quả, anh Hiền bị chảy máu đầu, được đưa vào trạm y tế xã Chí Năng cấp cứu. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bình minh, đại đoàn kết.